Đây là căn nhà ngay trung tâm thành phố Mỹ Tho nha anh chị ơi. Đó, nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Và nhà của mình cực kỳ rộng rãi luôn nha anh chị ơi. Đây là nhà tắm, toilet, bếp phía sau của nhà mình luôn nha anh chị ơi. Đó, nhà mình được thiết kế gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, hai nhà tắm toilet, một bếp, một sân phía trước cho mình luôn nha anh chị. Địa chỉ cụ thể là khu phố 4, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Diện tích nhà là ngang 4,25 và 27,6, tổng 114,6 mét vuông. Nhà cấp 4 có chủ quyền nhà cho mình luôn. Diện tích xây dựng là full đất nha anh chị, xây cực kỳ kiên cố. Hướng nhà là hướng tây nam, đường trước nhà rộng 2,5 m, ra đường Phạm Thanh là chỉ có 30-40 m thôi nha anh chị ơi. Cách nhà hàng làng chài thành phố Mỹ Tho chỉ có 300 m, cách nhà văn hóa phường 5 là 300 m thôi, gần trường học, chợ, tiện ích xung quanh đầy đủ hết luôn. Chủ chào giá chỉ có 2 tỷ 200 triệu nha anh chị. Anh chị để ý căn nhà này của mình anh chị, đó được dán gạch lên tới nóc nhà luôn nha anh chị ơi. Đó, nhà này là chị chủ xây để ở cho nên là cực kỳ kiên cố luôn nha anh chị ơi. Đó, tại vì nói chung là có vấn đề về tài chính cho nên là chị mới bán rẻ căn nhà này lại cho mình nha anh chị ơi. Đó, nhà thì cũng còn khá là ok, khá là mới và gạch anh chị đó, gạch đẹp đẹp không ha. Đó, nói chung chị chủ là cũng là dân kinh doanh, dân làm ăn nha anh chị, nhưng mà đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính á. Nói chung làm ăn thì có lúc lên lúc xuống là chuyện rất là bình thường thôi anh chị ơi. Đó, và để lại căn nhà này cho mình nha anh chị. Nói chung là vô đồ là vô bọc mũ hết trơn rồi đó. Anh chị cần qua, anh chị thấy ok được thì mình ra công chứng luôn nha anh chị ơi. Đó, nhà thì cũng khá là ok ha. Đường trước nhà thì rộng 2,5 m nha anh chị. Đường này thì xe Kia Morning, xe ba gác vào được nha anh chị ơi. Còn xe ô tô lớn thì chưa vào được nha anh chị ơi. Đó, nhưng mà được cái là nó nằm ngay trung tâm, mà ra ngay chỗ đường Phạm Thanh chỉ có vài chục mét thôi nha anh chị ơi. Đó, chỉ có vài chục mét thôi. Gần nhà hàng làng chài này, nói chung là đây là khu nhà hàng ăn uống nha anh chị. Ngay trung tâm thành phố Mỹ Tho cho mình luôn. Nhà rất là cứng nha anh chị ơi. Nói chung là nhà kiên cố lắm anh chị. Đó. Và anh chị nào mà muốn mua liên hệ trực tiếp em nha. Và chào tạm biệt anh chị.